Bể ái dục sông ngàn trùng mà đại dương khổ đảo mênh mông xa vời, cần cầu giải thoát luân hồi niệm Di Đà Phật thời thời tinh chuyển này. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật. Chúng con trì niệm danh hiệu chân thật đầy đủ công đức của Phật Di Đà, xin Phật từ bi nhiếp thọ chúng con, chứng minh chúng con sám hối phán nguyện bao nhiêu ác nghiệp chúng con đã làm mà đều bởi vô thị những tham sân si động thân miệng ý mà phát sanh ra. Ngày nay chúng con xin sám hối cả nguyện cầu chúng con trong lúc gần chết khỏi có tất cả mọi thứ trở ngại, trực tiếp nhìn thấy Đức Phật Di Đà. Từng khả vãng sanh thế giới Cực là bao nhiêu thiện căn do chúng con làm, bao gồm pháp hạnh sám hối hôm nay đều đem hồi hướng hên thầy chúng sanh, nguyện cầu pháp giới hên thầy chúng sanh cùng đưa vãng sanh thế giới Cực. Bán nhà ba la mờ đa tâm kinh quán tư tài quán sau bàn nhã, ngài thấy rằng tất cả là không, năm uẩn cũng thế một dòng mà là không, nên vượt khỏi vòng khổ đau. Xa lời tự pháp sâu tin chẳng, sắc là không không sắc chẳng hai, này xa lời tử nghe đây bốn nguyên cả pháp xưa đầy tướng không, vì không tướng nên không sanh diệt, cũng chẳng tăng chẳng thiệt mây nào, chẳng nhớ chẳng sanh tơ hào, ở trong không đó pháp nào cũng không, đã không sanh lại không cả thọ, tưởng thức hành lại có hay sao. Mắng tai mũi lưỡi thật đau, không thân không ý dễ giàu thức sanh, cũng chẳng có sanh thanh hương vị, xúc pháp kia cũng chỉ giả thôi, nhãn giới đã chẳng có rồi, đến ý thân giới tham ôi có gì, vô minh đó là chi chẳng thấy, lẽ nào đâu tận thấy vô minh, đến như lão tử chẳng sanh, mong lão tử tận thân tình luôn công. Khổ tâm diệt đạo đồng không có, trí tuệ mong được có được chăng, các hàng Bồ Tát vẫn hằng ngày theo bán nhã không ngăn ngại gì, không sợ hãi viên lý điên đảo, xa lìa mong tướng đau niên bàn, ba đời chư Phật thường làm mà y theo bát nhã nhập hàng thánh nhân. Ba la mận thường chân đăng giang,
về nguồn chân, là đại minh oai thần vô thượng, là chủ thần diệt chướng vô song. Hay trừ hết thầy khổ không, phải nên tin chắn xóa lòng hoài nghi, nên như vậy tưng thì nói chủ yết đế yết đế ba là yết đế ba là tăng yết đế bồ đề ta bà hăng yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ta bà công đức sám hối khó nghĩ lường, vô biên phương đứng nên tỏ tường, nguyện khắp chúng sanh trong phạm giới mau về cõi Phật thắng một đường. Duyên lành hồi hướng mau giác ngộ, văn thù phổ hiền quang năm độ, các vị Bồ Tát nhiều vô số, đại trí bờ kia chư thiên hồn. Nguyện tiêu ba chương trừ phiền não, nguyện được trí tuệ đẳng tướng hảo, bao tội chướng sám tiêu trừ, kiếp kiếp được theo ngôi tam bảo. Phùng nguyện nay thời đệ tử chúng con tề tựu trước điện Phật, thành tâm sám hối pháp sám nước từ bi, nguyện xin được tiêu trừ các tội lỗi, hoặc tiền kiếp oan trái, hoặc nhiều kiếp oán thù, hoặc phạm các điều giới cấm, hoặc sát hại mạng chúng sanh, hoàng tạo thân ba nghiệp tội miệng, bốn nghiệp ác ý, ba nghiệp xấu lầm, làm điều quay gây các tội lỗi. Khẩn cầu oai thần chư Phật từ lực Bồ Tát, vũ lòng thương xót gia hộ chúng con, tội chướng tiêu trừ căn lành, thêm lớn tiếng tu đạo nghiệp phước huệ tròn đủ. Khám nguyện âm siêu dương thai phàm giới, chúng sanh hữu tình và vô tình đồng thành Phật đạo. Trời A Tu La Dạ Xoa Thải, lòng ủng hộ Phật pháp cho thường còn, mọi người siêng tu lời Phật dạy. Bao nhiêu thính giả đến chốn này, hoàng ở cõi đất hoàng trên không, mời nương theo chánh pháp ngài đem tu, xót thương người đời luôn cứu hồn. Cầu cho thế giới thường an ổn, pháp trí vô biên lợi quần sanh, tất cả tội nghiệp được tiêu trừ, dứt hẳn qua khổ vào viên tịch. Thường dùng giới hương thọa vong sáng, luôn gìn định phục mạnh che thân, hoa màu trị gia khắp trang nghiêm,
khắp xứ khắp nơi thường an lành. Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát, Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát, Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Tát. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Tự quy pháp xin nguyện chúng sanh thâu rõ kinh tạng trí huệ như biển. Tự quy tăng xin nguyện chúng sanh thống ly đại chúng hết thảy không nguyện đem công đức này hướng về thăm tăng cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Kể từ vô thị chúng con tuy có kiến thức nhưng còn ác tâm hoặc tham hoặc ghét hoặc sân hoặc vì kiêu ngạo chẳng cần tính suy. Trong lòng chẳng chúng từ bi thẳng tay sát hại cách chi cũng làm thề nguyện bùa chú lỗ ban em cho đến mạc đến tàn chưa thôi. Ao hồ phá phách mà chơi đốn rừng săn băng lưới chài chó săn đặt cuối gài mái đạo hầm cũng tên nó đang giết mầm sống vui. Cá dưới nước chim trên trời lưới giăng bẫy sập không nơi thoát đào hoặc nuôi gà vịt dê heo để dành làm thịt uống chiều miệng tham ăn hoặc thuê mướn kẻ hung tàn vạn long cắt tiếng làm hàng bán buôn chúng chưa tắt tiếng kêu thương thân đầu mai vẫy thịt xương ra rời oan thang thâu đến tận trời. Đớn đau thảm khóc trước loài súc sanh chỉ vì ba tấc lưỡi tâm mà mang nghiệp ác sát sinh đời đời. Ngày nay con sám nguyện rồi, từ nay việc giữ tức thời lánh xa. Lại còn binh biên can qua tranh giành biên giới cô mà diệt nhau. Đạn bom pha xóm nổ cầu đích thân tàn sát hoặc thâu người làm hoặc nghe giết chấp mừng ham ăn. Đau thương chẳng kể tham tàn tánh hung
giặt đầu lóc thịt người dân chẳng màng nghề đồ tệ cũng bao tàn. Phân thay loài vận dung nhan chẳng sờn bản buông khi giới đạo gươm mà đẩy xô người xuống hố hầm chẳng ghê biết hàng pha tổ cán xe nặng chân dẫm đạp chẳng hề tiếc thương. Làm bao án nghiệp phi thường nay con sám hối mười phương một lòng mà cũng từ vô thị kim trung mà phá thai diễn trưng độc trùng hại nhau khẩn hoang trồng chia bén áo anh. Tháo kênh diệt mũi ngăn rào lối ra gãy roi gồng khóa khảo tra nằm ngồi đi đứng bụng đà ghét nhau nói thì như thế lách lao nay con sám hối cần cầu chư tôn anh. Vì chân ngô mùi em dồn mà con có phạm không còn thiếu chi xin nhờ lượng thanh từ bi chứng minh lời nguyện tức thì ác tiêu. Nam mô tự tại thinh Nam mô Tuệ Thinh Phật. Nam mô Diệu Thinh Phật. Nam mô Tuyển Trạch Thinh Phật. Nam mô Cam Lồ Thinh Phật. Nam mô Tịnh Tràng Phật. Nam mô Kim Cang Tràng Phật. Nam mô Pháp Tràng Phật. Nam mô Trụ Trì Pháp Phật. Nam mô Lạc Pháp Phật. Nam mô Đàm Vô Kiệt Phật. Nam mô Hộ Pháp Phật. Nam mô Phá Phân Tấn Phật. Nam mô Phạm Giới Hoài Phật. Nam mô Hộ Pháp Nhãn Phật. Nam mô Nhiền Pháp Định Liệu Phật. Nam mô Pháp Tự Tại Phật. Nam mô Nhân Tự Tại Phật. Nguyện nhờ công đức chi thành
sám hối mà được thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân, không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán. Giúp cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân, người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui, quy y hết thảy Phật rồi, con đem tính mạng gửi nơi Phật Đà. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Nam mô Bảo Thân Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Cuối đầu đảnh lễ chư tôn, con xin sám hối tôi còn án tâm, mà trộm cướp ác nghiệp của thân, nếu không sám hối thâm phần khổ đau ai. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặt dầu nhỏ nhiên, cọng rau ngọn có cây kim, mà không cho chẳng được mưa tìm đoạt sang, huống chi lê
càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệp hoang ngầm đầu, chịu nhiều khổ bao rất sâu, xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình, hoặc tìm nẻo giữ súc sinh mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu, đem thân vác nặng cúi đầu trả oán. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa, trộm cướp khổ bao chẳng vừa. Nay còn sám hối xin chừa lòng tham, nay xin sám tội đã làm, mà kể từ vô thủy lòng tham năm trời. Bán vàng tài sản của người, hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền, nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công từ chiếm đoạt lợi riêng cho mình. Hoặc về hối lộ gia hình, bé ngay thành vại cố tình hại nhau, hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình, thuế nồng thuế mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không, này con phát lộ cầu mong. Ăn năn sám hối ác đồng triệt tiêu, lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cúng cầu đoạt tranh, nhang đèn pháp khí tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. Áo quần thiên tín cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấm hèn. Cao dừa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài. Quả hoa thiên tín cung bài, ý quyền thao túng lấy xài tự nhiên. Nay còn sám hối tội khiên, chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng tri, kể từ vô thủy mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham, của thầy của bạn cũng ham. Cũng vì lời lòng mà cam dối lừa, xóm giềng thân cận chẳng ưa, rơi rào xê vắng chim bừa đất đai, của người sáng đòa công khai, của công bòn rút mà xài việc riêng. Con xin chư Phật Thánh Hiền chứng minh con nguyện tin chuyên sám trừ, kể từ vô thủy đến giờ đành thành pha nướng đạo mồ lương dân. Em người mang đỡ thân nhân, em cho sải nghe tàn đàn mới cảm. Tội tình vu cáo cầm giam, gây nên hoàng trai bắt nam chia lìa, tạo bao thảm cảnh não nề. Nay xin sám hối trăm bề ăn năn, kể từ vô lượng thời gian. Lạnh giao thương mãi lạnh hàng bán buôn, bán thì cân nhẹ đâu non, buôn thì nài em
chẳng còn nương tay, cắt đo thực tất ngăn dài, đổi hàng tốt xấu ra tài con buông. Tìm cầu chúng lời con chẳng nề gian xảo núi non nào tài, dâng lời thề nguyện hôm nay ăn năn sám hối phận thầy chứng minh, kể từ vô lượng kiếp sanh soi tường quyết vách nổi danh cường đồn. Chẳng che cướp vật đổ hồ trong, thì lấn lướt ngoài hồ ly tình, mượn trò bói toán tương tình, dối gian miệng lợi cho mình mà thôi. Án kia nói chẳng đủ lời, nay con sám hối nương nơi Phật đà, cầu cho ác nghiệp được tha, chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh, tội kia con đã chi thành. Ăn năn sám hối tội tình hoàn không, nhờ công đức sám hên lòng mà được ngọc như ý hành thông đời đời. Ngọc châu mưa xuống từ trời, y phục thực phẩm muốn thời có ngày âm. Không còn ý tưởng trộm vay, người người đều biết đủ đầy chẳng tham, lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can, lại ưa bố thí rải ban phước lành. Hồi hướng cầu nguyện hoàn thành, thiền tâm thí độ chúng sanh muôn ấy loài. Nam mô công đức tự tại Phật, Nam mô thính tự tại Phật, Nam mô thế tự tại Phật, Nam mô Quán Thế Tự Tại Phật, Nam mô Vô Lượng Tự Tại Phật, Nam mô Ý Trụ Trì Phật, Nam mô Địa Trụ Trì Phật, Nam mô Ni Di Trụ Trì Phật, Nam mô Khi Trụ Trì Phật, Nam mô Công Đức Tăng Trụ Trì Phật, Nam mô Sắc Thắng Phật, Nam mô Chuyển Pháp Khởi Phật, Nam mô Nhật Thiết Quang Hình Thị Phật, Nam mô Phán Nhật Thiết Vô Yểm Túc Hành Phật, Nam mô Pháp Thành Tựu
Nam mô Thiện Hộ Phật. Nam mô Thiện Tư Duy Phật. Nam mô Thiện Hỷ Phật. Ai dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh, theo lời Phật dạy trong kinh. Ai đem vạn trạng thiên hình ngu si, ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ai ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chứa suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi thiên rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo, nhà chẳng vui, bao nhiêu khổ bao chôn vùi. Do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phật tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan. Thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng. Mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sao thời ăn năn. Nhờ công sám hối não phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh. Thập phần tương tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly. Trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật. Nam mô Thiện Sư Phật. Nam mô Phổ Thiện Phật.
Nam mô Cam Lộ Công Đức Phật. Nam mô Thiện Nhãn Phật. Nam mô Sư Tử Nam mô Phật Nhãn Phật. Nam mô Hiệp Tụ Phật. Nam mô Tật Trí Dũng Phật. Nam mô Thiện Trụ Phật. Nam mô Thập Hành Phật. Nam mô Sư Tử Thú Phật. Nam mô Hải Mạn Phật. Nam mô Năng Độ Bi Ngạn Phật. Nam mô Thiện Tư Nam mô Xưng Vương Phật. Nam mô Trụ Trì Phật. Nam mô Thiện Giả Ma Phật. Nam mô Thiện Hành Phật. Cuối đầu kinh lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệp sai miệng mồm ăn miệng bốn thứ bao gồm lời nói thô ác ôm sòm dệt theo tấn công nói lưỡi hại chiều nói lời chẳng thực đặt điều dối gian anh lời kinh giáo huấn rõ ràng đó là những địa ngục đàn đóa xa cùng loài ngạ quỷ ác ma chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình nếu sanh vào cõi súc sinh làm loài qua cú phát thanh rợn người nếu sanh trở lại cõi người miệng mồm hôi thôi nói lời điêu ngoa ở trong thân quyên bất hòa hay tranh hay cãi người xa lánh dần miệng gây nghiệp ác ngu đần quý tam bảo ngàn lần ăn năn cuối đầu kinh lại Thế Tôn một lòng sám hối lòng son giải bày chúng con nhiều kiếp đến nay dùng lời thô ác mà gây giận hờn với người gây gỗ tranh hơn nói năng bất
nhã khinh lợn người trên, chẳng phân quen là sang hèn, thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phũ phàng, khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa, cùng người xô xa quất hòa, oán trời trách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang trần, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiên, tội tình vô lượng vô biên, nay xin sám hối nghiệp điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên, ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan, làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà hàng, miệng khoe khoang đã tự thành thánh nhân, tư thiền bán định chứng phần Bồ Tát là hãng được thân thánh hiền. Bày điều sai khiến lòng thiên, sắm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Này con sám hối xin chừa, lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ, hoặc dùng lời lẽ tím to, văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi, lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằn bậy dụ người tà dâm, mà khiến người mê sắc loạn tâm ăn. Mỏi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay, hoang dùng ý ngữ khoe tài, vu khống xuyên tạm chê bai trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay, có oan khó nổi có bài, ôm lòng oan hận tôi dày sự sanh. Này con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu, bày ra lời nói đôi chiều. Tán dương ngoài mặt đặng điều sau lưng, dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lợi dường như dao, vua tôi nghi kỵ lẫn nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm pha sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, mà ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên.
âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành. Phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rằng ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu anh. Mở con mắt tuệ phá tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay. Cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miên mài quý ơi. Nam mô Thiện Công Đức Phật. Nam mô Thiện Sắc Phật. Nam mô Thiện Thức Phật. Nam mô Thiện Tâm Phật. Nam mô Thiện Quang Phật. Nam mô Sư Tử Nam mô Bất Khả Thắng Phật. Nam mô Bất Khả Thắng Vô Y Phật. Nam mô Vô Nam mô Tóc Dự Phật. Nam mô Bất Đồng Tâm Phật. Nam mô Sân Nam mô Bất Khiếp Nhược Thinh Phật. Nam mô Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật. Nam mô Bất Yểm Túc Tạng Phật. Nam mô Bất Khả Động Phật. Nam mô Danh Vô Uy Phật. Thân nghiệp khẩu nghiệp sám rồi, sao gia quan cũng phải thời ăn năn, hướng về vô thủy tội căn. Giang quan thứ nhất mắt hằng thấy sai ăn, tâm mê sắc đẹp bên ngoài, màu mè xanh đỏ gái trai mỹ miều, mà lòng tham
dễ siêu, mộng mơ bất chính tạo nhiều đắng cay. Tai ưa đàn ngọt hát hay, những lời êm dịu vui vầy nỉ non, làm cho chi khí hao mòn, ý tưởng hôn ám mê hồn loạn tâm anh. Mũi ham mùi xả hương trầm, mùi thơm hoa lá ý lầm phán sanh, lưỡi thèm thịt béo ca tanh, bội thêm gốc khổ tội sanh ngâm đầu. Thân ưa lụa mịn gấm màu, càng ham hoa lệ tội sâu càng nhiều, ý tưởng tưởng cao siêu, lời răng chánh pháp bỏ liều chẳng ưa. Sáu căn án nghiệp nào vừa, con xin sám hối nguyện chừa nghiệp căn, nguyện xin sám hối mắt trần, nhờ công đức chứng pháp thân phận đàn. Cùng hàng Bồ Tát thấy xa, ý niệm hai tướng vượt qua chẳng lầm, sám tai công đức vô ngần, thừa nghe chánh pháp thành thần quyết tuyên. Nhờ công đức sám mũi nên, ngửi mùi hương tích não phiền dẹp tan. Công đức sám lưỡi vô vàng, nếm toàn pháp vị không màng lời danh. Sám thân công đức hoàn thành, áo Như Lai mặc hiếu rành tánh không, sám ý công đức cũng đồng, diệu thân nghĩa đế nhập dòng vô sanh. Đại nguyện con đã trần tình, mong gầy công đức chúng sanh nương nhờ, nguyện đem cái mạng sống hờ, quy y Tam Bảo vương bờ tử sanh. Nam mô danh tự tại hộ thế Nam mô danh Long Tự Tại Thinh Phật. Nam mô danh Pháp Hành Quán Tuệ Phật. Nam mô công đức trụ trì Phật. Nam mô danh diệu thắng tư tài tướng thông xưng Phật. Nam mô danh diệu thắng tư tài Nam mô danh Lạc Pháp Phân Tấn Phật. Nam mô danh Pháp Giới Trang Nghiêm Phật. Nam mô danh Đại Thừa Trang Nam mô danh Tịnh Tịnh Vương Phật.
Nam mô danh giải thoát hành Phật. Nam mô danh đại hải di lưu khởi vương Phật. Nam mô danh hiệp tổ na la diệm vương Phật. Nam mô danh tăng hoại kiến ma luân Phật. Nam mô danh tinh tấn căn bảo vương Phật. Nam mô danh đắc Phật pháp ba đầu ma Phật. Nam mô danh đắc Phật nhãn phân Đà Lợi Phật. Nam mô danh tùy tiện giác giác Phật. Kể từ vô thị chúng con tùy có kiến thức nhưng còn ác tâm hoặc tham hoặc ghét hoặc sân hoặc vì kiêu ngạo chẳng cần tính suy. Trong lòng chẳng chúng từ bi thẳng tay sát hại cách chi cũng làm thề nguyện bùa chú lỗ ban em cho đến mạc đến tàn chưa thôi. Ao hồ phá phách mà chơi đốn rừng săn băng lưới chài chó săn đặt cuối gài mái đạo hầm cũng tên nó đang giết mầm sống vui. Cá dưới nước chim trên trời lưới giăng bẫy sập không nơi thoát đào hoặc nuôi gà vịt dê heo để dành làm thịt uống chiều miếng tham anh hoặc thuê mướn kẻ hung tàn vạn long cắt tiếng làm hàng bán buôn chúng chưa tắt tiếng kêu thương thân đầu mai vẫy thịt xương ra rời oan than thâu đến tận trời. Đớn đau thảm khóc trước loài súc sanh chỉ vì ba tấc lưỡi tanh mà mang nghiệp ác sát sinh đời đời. Ngày nay con sám nguyện rồi, từ nay việc giữ tức thời lánh xa. Lại còn binh biên can qua tranh giành biên giới cô mà diệt nhau đạn bom pha xóm nổ cầu đích thân tàn sát hoặc thâu người làm hoặc nghe giết chấp mừng ham ăn. Đau thương chẳng kể tham tàn tánh hung nghề đau phủ thủ lạnh lùng chặt đầu lóc thịt người dân chẳng màng nghề đồ tể cúng bao tàn. Phanh thay loài vận dung nhan chẳng sờn bản buông khi
chân dẫm đạp chẳng hề tiếc thương. Làm bao ác nghiệp phi thường, nay con sám hối mười phương một lòng, mà cũng từ vô thị kim trung mà phá thai diễn trưng độc trùng hại nhau, cắn hoang trồng chia bên áo anh. Tháo kênh diệt mũi ngăn rào lối ra, gậy roi gồng khóa khảo tra, nằm ngồi đi đứng bụng đà ghét nhau, nói thì như thế lách lao, nay con sám hối cần cầu chư tôn anh. Vì chứng ngô mùi em dồn, mà con có phạm không còn thiếu chi, xin nhờ lượng thanh từ bi, chứng minh lời nguyện tức thì ác tiêu. Nam mô tự tại thinh Nam mô Tuệ Thinh Phật. Nam mô Diệu Thinh Phật. Nam mô Tuyển Trạch Thinh Phật. Nam mô Cam Lồ Thinh Phật. Nam mô Tịnh Tràng Phật. Nam mô Kim Cang Tràng Phật. Nam mô Pháp Tràng Phật. Nam mô Trụ Trì Pháp Phật. Nam mô Lạc Pháp Phật. Nam mô Đàm Vô Kiệt Phật. Nam mô Hộ Pháp Phật. Nam mô Phá Phân Tấn Phật. Nam mô Phạm Giới Hoài Phật. Nam mô Hộ Pháp Nhãn Phật. Nam mô Nhiền Pháp Định Liệu Phật. Nam mô Pháp Tự Tại Phật. Nam mô Nhân Tự Tại Phật. Nguyện nhờ công đức chi thành, sám hối mà được thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân, không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa thương.
người như thế con ta thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán anh. Chúm cho tới chỗ an toàn còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân người người đều cảm Phật ân. Không còn sợ hãi mười phần mừng vui quy hết thảy Phật rồi con đem tính mạng gửi nơi Phật Đà. Nam mô Tỳ Lô Giá Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương ấy Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quang Tự Tại Bồ Tát. Cuối đầu phần khổ đau ai. Trong kinh đã dạy như sao vật kia có chủ mặt dầu nhỏ nhen cọng rau ngọn có cây kim mà không cho chẳng được mưa tìm đoạt sang huống chi len lấy trộm càng chỉ vì lời nhỏ nghiệm oan ngầm đầu chịu nhiều khổ bao rất sâu xa vào địa ngục muôn màu hải kinh chịu bao thống khổ gia hình hoặc tìm nẻo giữ súc
sinh mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu, đem thân vác nặng cúi đầu trả oán anh. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa, trộm cướp có bao chẳng vừa. Nay còn sám hối xin chừa lòng tham, nay xin sám tội đã làm, mà kể từ vô thủy lòng tham năm trời. Bán vàng tài sản của người, hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền, nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công từ chiếm đoạt lợi riêng cho mình. Hoặc vì hối lộ gia hình, bé ngay thành vại cố tình hại nhau, hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình, thuế nồng thuế mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không, này con phát lộ cầu mong anh. Ăn năn sám hối ác đồng triệt tiêu, lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cung cầu đoạt tranh, nhang đèn pháp khí tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. Áo quần thiên tín cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấm hèn, cao dừa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài, quả hoa thiên tín cung bài, ý quyền thao túng lấy xài tự nhiên. Nay còn sám hối tội kiên, chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng tri, kể từ vô thủy mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham, của thầy của bạn cũng ham ăn. Cũng vì lời lòng mà cam dối lừa, xóm giềng thân cận chẳng ưa, rơi rào xe vắng chiếm bừa đất đai, của người sáng đòa công khai, của công bọn rút mà xài việc riêng. Con xin chư Phật Thánh Hiền chứng minh con nguyện tin chuyên sám trừ, kể từ vô thủy đến giờ đành thành pha nướng đạo mồ lương dân. Em người mang đỡ thân nhân, em cho sải nghe tàn đàn mới cam. Tội tình vô cáo cầm gia ma, gây nên hoàng trai bắc nam chia lìa, tạo bao thảm cảnh não nề. Nay xin sám hối trăm bề ăn năn, kể từ vô lượng thời gian. Lạnh giao thương mãi lạnh hàng bán buôn, bán thì cân nhẹ đâu non, buôn thì nài em chẳng còn nướng tay, cắt đo thực tất ngăn dài, đổi hàng tốt xấu ra tài con buôn. Tìm cầu chúng lời con chẳng nề gian xảo núi non nào tài, dâng lời thề nguyện hôm nay ăn năn sám
hối Phật Thầy chứng minh. Kể từ vô lượng kiếp sanh, soi tường quyết vách nổi danh cường đồ. Chẳng chê cướp vật đổ hồ, trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình. Mượn trò bói toán tương tình, dối gian miệng lợi cho mình mà thôi. Án kia nói chẳng đủ lời, nay con sám hối nương nơi Phật Đà. Cầu cho ác nghiệp được tha, chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh. Tội kia con đã chi thành, ăn năn sám hối tội tình hoàng không. Nhờ công đức sám hên lòng, mà được ngọc như ý hành thông đời đời. Ngọc châu mưa xuống từ trời, y phục thực phẩm muốn thời có ngày ăn. Không còn ý tưởng trộm vai, người người đều biết đủ đầy chẳng tham. Lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can, lại ưa bố thí rải ban phước lành. Hồi hướng cầu nguyện hoàn thành, thiền tâm thí độ chúng sanh muôn loài. Nam mô công đức tự tại Phật. Nam mô thính tự tại Phật. Nam mô thế tự tại Phật. Nam mô Quán Thế Tự Tại Phật. Nam mô Vô Lượng Tự Tại Phật. Nam mô Ý Trụ Trì Phật. Nam mô Địa Trụ Trì Phật. Nam mô Ni Di Trụ Trì Phật. Nam mô Khi Trụ Trì Phật. Nam mô Công Đức Tánh Trụ Trì Phật. Nam mô Sắc Thắng Phật. Nam mô Chuyển Pháp Khởi Phật. Nam mô Nhật Thiết Quang Hình Thị Phật. Nam mô Phán Nhật Thiết Vô Yểm Túc Hành Phật. Nam mô Phát Thành Tựu Phật. Nam mô Thiện Hộ Phật. Nam mô Thiện Tư Duy Phật. Nam mô
gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chứa suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo, nhà chẳng vui, bao nhiêu khổ bao chôn vùi. Do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan. Tỳ kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng. Mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sau thời ăn năn. Nhờ công sám hối nào phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh. Thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly. Trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật. Nam mô Thiện Sư Phật. Nam mô Phổ Thiện Phật. Nam mô Cam Lộ Công Đức Phật. Nam mô Thiện Nhãn Phật. Nam mô Sư Tử Tiên Phật. Nam mô Phật Nhãn
Nam mô Hiệp Tụ Phật. Nam mô Tật Trí Dụng Phật. Nam mô Thiện Trụ Phật. Nam mô Thập Hành Phật. Nam mô Sư Tử Thu Phật. Nam mô Hải Mạn Phật. Nam mô Năng Độ Bi Ngạn Phật. Nam mô Thiện Tư Duy Phật. Nam mô Xưng Vương Phật. Nam mô Trụ Trì Phật. Nam mô Thiện Giả Ma Phật. Nam mô Thiện Hành Phật. Cuối đầu kinh lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệm sai miệng mồm ăn miệng bốn thứ bao gồm lời nói thô ác ôm sòm dệt theo tấn công nói lưỡi hại chiều nói lời chẳng thực đặt điều dối gian anh lời kinh giáo huấn rõ ràng đó là nhân địa ngục đàn đọa xa cùng loài ngạ quỷ ác ma chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh làm loài qua cú phát thanh rợn người, nếu sanh trở lại cõi người miệng mồm hôi thôi nói lời điêu hoa ở trong thân quyến bất hòa. Hai tranh hai cái người xa lánh dần miệng gây nghiệp ác ngu đần quý tam bảo ngàn lần ăn năn anh cuối đầu kinh lại Thế Tôn một lòng sám hối lòng son giải bày chúng con nhiều kiếp đến nay dùng lời thô ác mà gây giận hờn với người gây gỗ tránh hơn nói năng bất nhã khinh lợn người trên chẳng phân quen là sang hèn thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng miệng mồm chửi rủa phũ phàng khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa cùng người xô xa quốc hòa oán trời trách đất kêu la quỷ thần miệng mồm la lối vang trần tạo ra khẩu thiên thần cũng kiên tội tình vô lượng vô biên na
xin sám hối nghiệp điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên, ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền cũng mưu lừa dối nói điên làm quan, làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà hàng miệng khoe khoang đã tựu thành thánh nhân, tư thiền bán định chứng phần Bồ Tát là hán được thân thánh hiền. Bày điều sai khiến lòng thiên sấm trò khẩu đảo chuyển miền gió mưa. Nay con sám hối xin chừa lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ, hoặc dùng lời lẽ tím to văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi, lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằng bậy dụ người tà dâm, mà khiến người mê sắc loạn tâm anh. Mỏi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay, hoặc dùng ý ngữ khoe tài vu khống xuyên tạm chê bái trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay có oan khó nổi có bài, ôm lòng hoan hận tôi dày sự sanh. Nay con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thu gây ra tội lỗi oán thù vì đâu, bày ra lời nói đôi chiều. Tán dương ngoài mặt đặng điều sau lưng, dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lợi dường như dao, vua tôi nghi kỵ lẫn nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm pha sự tình gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, mà ác nghiệp miệng sám vừa xong, mà nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành, phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu.
Mở con mắt tuệ phá tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay. Cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miên mài quý ơi. Nam mô Thiện Công Đức Phật. Nam mô Thiện Sắc Phật. Nam mô Thiện Thức Phật. Nam mô Thiện Tâm Phật. Nam mô Thiện Quang Phật. Nam mô Sư Tử Nguyệt Phật. Nam mô Bất Khả Thắng Phật. Nam mô Bất Khả Thắng Vô Y Phật. Nam mô Vô Lượng Phật. Nam mô Tóc Dữ Phật. Nam mô Bất Đồng Tâm Phật. Nam mô Sân Phật. Nam mô Bất Khiếp Nhược Thinh Phật. Nam mô Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật. Nam mô Bất Yểm Túc Tạng Phật. Nam mô Bất Khả Động Phật. Nam mô Danh Vô Uy Phật. Thân nghiệp khẩu nghiệp sám rồi, sao gia quan cũng phải thời ăn năn, hướng về vô thủy tội căn. Giác quan thứ nhất mắt hằng thấy trái ăn, đắm mê sắc đẹp bên ngoài, màu mè xanh đỏ gái trai mỹ miều, mà lòng tham sắc dễ siêu, mộng mơ bất chính tạo nhiều đắng cay. Tai ưa đàn ngọt hát hay, những lời êm dịu vui vầy nỉ non, làm cho chi khí hao mòn, ý tưởng hôn ám mê hồn loạn tâm mang. Mùi ham mùi xả hương trầm, mùi thơm hoa lá ý lầm phán sanh, lưỡi thèm thịt bé,
sanh, bội thêm gốc khổ tội sanh lâm đầu. Thân ưa lụa mịn gấm màu, càng ham hoa lệ tội sâu càng nhiều. Ý tưởng tưởng cao siêu, lời răng chánh pháp bỏ liều chẳng ưa. Sáu căn án nghiệp nào vừa, con xin sám hối nguyện chừa nghiệp căn. Nguyện xin sám hối mắt trần, nhờ công đức chứng pháp thân phật đàn. Cùng hàng Bồ Tát thấy xa, ý niệm hai tướng vượt qua chẳng lầm. Sám tai công đức vô ngần, thừa nghe chánh pháp thành thần tuyết tuyên. Nhờ công đức sám mũi nên, ngửi mùi hương tích não phiền dẹp tan. Công đức sám lưỡi vô vàng, nếm toàn pháp vị không màng lời danh. Sám thân công đức hoàn thành, áo Như Lai mặc hiếu rành tánh không. Sám ý công đức cũng đồng, diệu thân nghĩa đế nhập dòng vô sanh. Đại nguyện con đã trần tình, mong gầy công đức chúng sanh nương nhờ. Nguyện đem cái mạng sống hờ, quy tam bảo vương bờ tử sanh. Nam mô danh tự tại hộ thế Nam mô danh Long tự tại thinh Phật. Nam mô danh Pháp hành quán tuệ Phật. Nam mô công đức trụ trì Phật. Nam mô danh diệu thắng tự tài tướng thông xưng Phật. Nam mô danh diệu thắng tự tài Nam mô danh Lạc Pháp Phân Tấn Phật. Nam mô danh Pháp Giới Trang Nghiêm Phật. Nam mô danh Đại Thừa Trang Nam mô danh Tịnh Tịnh Vương Phật. Nam mô danh Giải Thoát Hành Phật. Nam mô danh Đại Hải Di Lưu Khởi Nam mô danh Hiệp Tụ Na La Diễn Vương Phật.
Nam mô danh tán hoại kiến ma luân Phật. Nam mô danh tinh tấn căn bảo vương Phật. Nam mô danh đất Phật Pháp Ba Đầu Ma Phật. Nam mô danh đất Phật Nhãn Phong Đà Lợi Phật. Nam mô danh Tuệ